thấy không? Nhà mà có như Việt Nam mình là dớt rồi, kệ đẹp không, kệ hồng đẹp ha. Cái bàn là nó đem về xài nhưng mà rất tiếc là tôi đâu có cách nào đâu chở, cái bàn không có nhẹ nặng lắm. Nhà cần cái vậy đó để mà cái tivi cái đồ này kia nó gọn lại, mà đều cái nhà của tôi đâu có làm ăn gì được đâu. Đi về tiểu quá, cả già này chúng mánh lụm được 4 cái ghế mới tinh nè. Cái kệ sách kệ gì tôi thích cái kệ màu hồng á, nhưng mà xe phải có xe mới chở được. Tôi muốn tôi phải đem cái treo lờ tôi mà tôi làm bướm quá gì không, giờ sao tôi không có hứng, tôi buồn buồn ở trong tim. Cái kệ hồng đẹp quá, phi mà bỏ mà có quyền mình lấy hai hai ha. Kia thì nó tốt rồi, nó bỏ nó còn bưng giùm, nhớ không, bỏ nguyên một thùng chén vậy ở đồ tùm lum á, thận nghe xong luôn bưng vô nhà tôi đưa lên luôn, nhiều đứa nó cho luôn cái phòng tôi, nhiều đứa nó cho đồ tốt lắm à. Tại tôi quăng trở ra có mấy ghế đồ cái may thiệt là tốt, nhiều cần xài rồi mình cần thì ném vô. Nhiều cái chiến đấu thì ở Việt Nam cái mông ra nghèo cái bà đâu đâu lượm. Người Việt mình có lượm 5 giây tập trung tới là mất hết, không kịp luôn. Thấy dây tầm thường tại mình ở đây đúng không, chứ nước mình nghèo quá, mà ở cái nước Việt Nam quá nghèo khổ khó khăn. Qua được tới đây thấy nó tầm thường, chứ thử hồi xưa lúc tôi ở Việt Nam làm gì tầm thường, tôi làm gì kiếm ra được cái này chỉ kia cái nọ đâu quý vị. Có nhiều cái bây giờ bớt lại, chứ hồi lúc 20 năm trước mới dọn lên khu chung cư bỏ đồ ngon lắm, ta dọn nhà mỗi ngày rấn rấn rộ rộ mà tụi mà có đi làm vệ sinh của chủ nhà đó dọn là người ta bỏ đi luôn. Tụi mà thuê là có mình nó không có đóng tiền nhà sao mình làm, để lại nguyên cái phòng gì đó không, đồ đạc tất cả nó đi với mình không. Rồi tôi đựng được nhẫn mà tôi ngu lắm, khờ có được tôi đem cho người ta, tôi biết bán này cái tôi khờ lắm. Thấy tôi nhiều cái tôi khờ lắm. Có lần lượm ra được 100 đô nữa, tờ giấy 100 đồng nữa. Chứ đừng có nói mà rác nọ rác kia, biết thì nó không biết cái thưa tốt dù có thanh xui. Đi chiếc xe thì cái nghĩa đi. Thấy căn nhà mơ dễ sầm mê gì đó. Một cái người bình thường thì mới lo được căn nhà để chăm sóc tiền đủ thứ. Còn một người mà nếu mà như cái con cái bà cái con mẹ cái bà cái người mà từ kim ngân ca sĩ, nó làm sao nó lo nhà, 60 mấy tuổi rồi vô ở được bao lâu nữa đó. Sao mình lo được căn nhà trời, có dân mà mẹ cũng có bà kia ra đây ngồi chơi đó, của chủ nhà nè, chỗ con nít nè, nó không lấy vai nè con nít đó, em bé chơi nó mướn nhà thì người ta làm cái khu cho nít chơi, mới xây lên đẹp ha. Chủ nhà mới nó im ru, nó cải cách, nó sửa đổi, nó tiến bộ, nó làm đẹp không đó, khu chung cư nít ở đây chơi nó đứng đu này nọ nè.
có gì hết. Rồi bên kia thì hai hồ bơi, hồ trong hồ ngoài, muốn hồ nào cũng được. Ở đó thuê cái phòng đó khoái hồ bơi mà xuống đâu có gì đâu, hai lần lần gì xuống nó đâu, ngoài đường ngoài trời nó lộn, ngoài trời là cái hồ nhí là nước nóng, còn bên trong là nước lạnh ngắt, mà tụi nó bơi mình xuống mình đâu có biết bơi, ngập tại nước cũng khoái hồ bơi mà đâu xuống đâu được hai bên lợn. Ghế bỏ thiệt là tốt, phải tin hai vợ chồng bỏ bộ bàn ai muốn lấy gì lấy. Có khi nào để tôi về tôi điện, may mắn con hàng xóm nó nhà không đưa, kêu nó đưa phụ chiếc xe lên giùm cứu nữa cái sai tiếp nhỏ á. Tài khôn mới quăng đồ tôi, mới quăng hút rai tôi chứ ai, đầu óc tôi lu bu tôi mệt quá, cái nó bóc đồ tôi, tài khôn nó bóc lum lum. Chứ không lẽ tôi xui mà ai bước vô nhà tôi lấy, tôi không biết trời. Đấy, nào mất mà nào tôi không biết, tôi có tài đi. Xe này thích lắm, cân lắm mà phải đều bưng lên bưng xuống, nhiều khi con người mai thành phần tánh nó ngán ngán chiếc xe ra dạo quải. Khi nào gặp Mỹ Đen rồi đi tiểu cái nè, rồi trong nhà rồi đi tiểu rồi đi tiểu ra. Trời mệt ghê, yên lành rồi đặt duyên đó, mùa hè ha, phải chi đi mùa hè hoài đỡ lạnh quá mà lạnh cong đuôi cong người á. Trước tiên á là xuống cái đi tiểu, cái nào không vô đi tiểu bỏ bóp bỏ đồ đi chở ra rồi đưa xe vô. Giờ nó đỡ cái là nó mùa hè ở đây lên được không, lên luôn đi. Tôi cũng ẩu, tôi giận lắm, em giận xe mà của nó tôi phải để đồ tôi kê rác chung quỷ ôm vô người cứ bụi sạch sẽ quay dơ cũng được. Rồi bà nào không làm thì không đi đường không ăn bánh mì bốn bạc cái tại mình hơi dở cái sắm tùm lum tà lưa, tiền mà tấm này cũng được mớ tiền mà lỡ tay cũng có nhất tay mà cặn mà chìa khóa chị ở vô quá cái áo chứ giật đồ quá vô trước nó lạnh dữ trời mấy đã mệt rồi còn lạnh. Nữa là mất. Ủa, quên
luôn. Tôi tắt đi đâu thành nó on mà đi cái máy này ủa chưa tắt đi ăn nó kìa trời ơi là trời mệt quá mạnh quá để thở cái ba. Đưa xe vô tay chân nó lạnh nhất có tàn không có đi nổi thôi tiện đi chơi mát không gió quá lạnh mà đường thì sửa cực quá thôi muốn đi thì phải đi xe bớt à. Đi xe bớt dẫn đi chiếc xe điện được mình ngồi trên xe điện là mình đón xe bớt mới được chưa bao giờ nghĩ tới kịp cái bữa nay cái vụ nó mang giờ nó sực nhớ là dép từ dư nhà trơn của tôi nhà cửa giữ mới tinh thảm á rồi đi vô đi tiễn cởi ra nó lạnh quá mà giờ còn chiếc xe nằm bên ngoài sao giờ bưng mệt ghê nó nằm chút cái chắc cũng sao đó nằm chút rồi ra bưng vô đau quá cái mặt đau khốn nạn thì rớt cái bình biết cái sao không ta rớt từng đất bay tùm lum biết đâu hư luôn nát không công trình mua đẹp mới về hay banh xác gió chịu nổi chốt bay rớt lăn ở dưới đường hư mất mất đẹp mình muốn này có lấy đựng này đựng kia đồng bạc cũng được 50 sen thì ok hơn giờ nổi hứng mua đồ này để hồi trước này đựng đồ ăn đủ xúc xiết được canh tiết được những đựng đựng nó mệt rồi vậy nè đục vô tủ lạnh uống tô chén gì nổi làm bí lười bài dẹp đựng nước xôi gì đựng đồ uống đồ ăn nổ tôi mua cái gì cho chị thấy có lâu nước dừa đó mua thử á về tới nhà mừng quá quên lau nước dừa rồi hả thiệt luôn hả không thấy vậy đầu không thấy lau nước dừa quên luôn rồi đầu óc cái gì thấy chưa rồi đau lạnh đau sụng không thấy lau nước dừa rồi quên lau nước dừa rồi nãy sổ chạy đi tôi nghỉ chút thì bà nó vô nằm xem
đồ chợ một đồng nó xong rồi đỡ không chắc được chứ sao đâu biết đâu ông đại rồi. Nó cũng giống mấy cái hiệu lớn thì chắc nó là ta sao kỳ vậy ta. Mình nghĩ qua không thông ta sao cũng đồ tiệm lớn mà tiệm nhỏ mấy đồng cũng một hiệu á, giống như hạng 2, hạng 3, hạng 4